Chiều 8 tháng 2, người dân đi qua cầu Chợ Cầu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, bất ngờ phát hiện một tờ giấy và một đôi dép đặt trên thành cầu. Khi đến gần xem, họ thấy trên giấy ghi dòng chữ: "Con xin lỗi cha mẹ, ký tên Hoàng Văn Canh Dần". Nghi có người nhảy cầu tự tử, tử, người dân đã tìm kiếm xung quanh, đồng thời trình báo công an xã Hưng Trung. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường cùng cả trăm người dân tìm kiếm khu vực dưới chân cầu, khu vực dòng sông và xung quanh cầu. Trong quá trình này, họ kiểm tra camera an ninh một số nhà dân xung quanh cầu để xem, thì phát hiện đây chỉ là một trò đùa của nhóm học sinh. Qua đoạn camera an ninh ghi lại cho thấy, đầu giờ chiều 8 tháng 2, nhóm bà học sinh đi xe đạp điện đến cầu chợ cầu. Sau khi đứng chơi một lúc, nhóm này đặt tờ giấy và đôi dép lại, rồi lập tức phóng xe bỏ đi. Trong đó, nam sinh để lại tờ giấy xin lỗi cha mẹ là học sinh lớp 9 trên địa bàn xã Hưng Trung, sau chừng một giờ xác minh, lực lượng công an xã Hưng Trung và người dân đã tìm thấy nhóm ba cháu bé này đang chơi ở một xã bên cạnh. Công an xã sau đó đã đưa các cháu về bàn giao lại cho gia đình. Ông Nguyễn Thanh Hải, chủ tịch ủy ban dân xã Hưng Trung cho biết, ban đầu sự việc đã khiến người dân hốt hoảng đi tìm kiếm. Chỉ đến khi kiểm tra camera thì mới biết sự thật. Hiện công an xã đã tìm thấy cháu bé và đưa về giao cho gia đình dạy dỗ. Ông Hải nói và cho hay, mục đích của nam sinh này viết giấy đặt lại trên cầu như một vụ tự tử là để dọa bố mẹ mình